Thưa quý vị, để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân sống tại các khu chung cư xuống cấp nguy hiểm cấp độ D, tức là cấp độ cao nhất có nguy cơ đổ sập, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành các quyết định tổ chức di rời khẩn cấp. Thế nhưng mà đến nay thì công tác di rời người dân ra khỏi các khu chung cư nguy hiểm vẫn gặp không ít những khó khăn. Như là hình ảnh quý vị đang thấy ở đây, tòa nhà G6A Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình của Hà Nội có hai đơn nguyên được xác định là nguy hiểm cấp D. Nhưng đến nay thì vẫn còn khoảng 50% số hộ dân, tức là tương đương với gần 100 nhân khẩu chưa di rời. Sau hai lần kiểm định, tòa nhà G6A Thành Công có độ lệch dao động từ 33mm đến 451mm, tương ứng với độ nghiêng từ 1,4% đến 4,8%. Khe lún giữa hai đơn nguyên tách ra khe hở khoảng 1m. Bởi vậy, các tấm biển cảnh báo được treo tại nhiều vị trí quanh tòa nhà. Thế nhưng cư dân sinh sống tại đây vẫn khẳng định. Có nghiêng một chút và rất nhiều năm rồi nó đã không thay đổi gì nữa rồi. Và nó đã giữ nguyên tình trạng như thế và rất an toàn. Không sợ một tí nào cả. Nhà tôi diện tích sổ đỏ là 49,1m. Mà bây giờ tổng diện tích là khoảng 117m đến 120m. Hay từ đây trở ra là cơ giới. Nhưng mà cũng trồng lên nhà tầng 1 rồi, nhà chúng tôi nghiêng ổn định, chúng tôi không phải sợ. Hầu hết căn nào cũng cơi nới tới hàng chục mét vuông, nhưng một số cư dân vẫn cho rằng nhà nghiêng ổn định. Đáng nói, khu nhà này không có hệ thống phòng cháy chữa cháy. Các cư dân cũng đã tự phòng thân. Đây, cửa thoát hiểm chúng tôi làm này, độ thoáng chứ không có vấn đề gì cả đấy, thoáng. Chúng ta vẫn bình thường không vấn đề đâu vì nó không có độ nghiêng ngả, nó không có dây động tường tiếp kẹo nào à. Nó cố định luôn như này. Thế là sao mình cảm nhận được điều đấy? Được, vì tôi ngủ tôi không thấy vấn đề gì mà. Tôi bảo đảm là có lâu mới sập. Thì đúng là chưa sập, nên vẫn còn hơn 20 hộ dân chưa di rời. Mặc cho công trình qua quá trình sử dụng đều sập sệ xuống cấp, không đảm bảo các yếu tố an toàn. Ủy ban phường cũng đã vận động rất nhiều lần các hộ. Hiện tại là các hộ cứ vin vào cái lý là phải có chủ đầu tư để thỏa thuận. Giai đoạn này thì chủ đầu tư chưa thể vào được, mà nhà nguy hiểm thì có thể sập đổ bất cứ lúc nào thì về theo luật là phải di rời ngay lập tức. Chẳng ai muốn mất bò mới lo làm chuồng, nên càng trông chờ, càng bám trụ thì sẽ càng nguy hiểm. Hiện Hà Nội có gần 1.600 chung cư cũ, tuổi thọ hơn 50 năm, tập trung chủ yếu tại các quận Ba Đình, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy. Trước nguy cơ đổ sập tại một số khu vực, Ban chỉ đạo cải tạo xây dựng lại nhà chung cư cũ yêu cầu các đơn vị khẩn trương di rời các hộ dân khỏi nhà nguy hiểm cấp D, hoàn thành chậm nhất trong quý 1 năm nay.